34. Thứ Lâm Hàm Tuyết không thể cho cậu, Từ gia chúng tôi bù đắp cho cậu. Chuyện tôi muốn cậu làm chỉ là tiện tay. Trên đời này người em không muốn hận nhất chính là anh. Tại sao lại phản bội em? Tôi đã thực hiện lời hứa của mình, giờ đến lượt ông rồi. Tôi đã nói thì nhất định làm được. Tôi thực sự không ngờ bảo vật mà tôi mơ ước bấy lâu nay lại ở đây, lại nhìn thấy lần nữa. Anh sắp kết hôn rồi, thật sự không quay về nữa. Hy vọng anh hạnh phúc. Tokyo, Nhật Bản. Mẹ, mẹ tìm con có việc à? Tường Vi Cách Cách đổ bệnh rồi, con chưa đi thăm cô ấy lần nào. Mẹ mong con có thể dành thời gian ở bên con bé. Con đi thăm cô ấy thì bệnh sẽ khỏi sao? Cô ấy phải chăm sóc con ở Thượng Hải, bôn ba suốt chặng đường đến Nhật Bản nên mới đổ bệnh. Đối với ân tình của người ta, con nên biết làm thế nào nhỉ? Con đã đồng ý cưới cô ấy rồi, mẹ còn muốn con thế nào? Mẹ chỉ muốn con đi thăm con bé. Atsuki, cô đỡ hơn chưa? Đỡ hơn rồi. Ừ, cô nghỉ ngơi cho khỏe đi. Atsuki, Atsuki, em biết, em biết anh không thích em, cũng không muốn cưới em. Nhưng em chỉ muốn ở bên cạnh anh. Cô biết rõ trong lòng tôi có người khác. Cô gả cho tôi sẽ hạnh phúc sao? Chỉ cần để em ở lại bên cạnh anh, em tin sẽ có một ngày anh sẽ yêu em. Không đâu, tôi mãi mãi cũng sẽ không yêu cô. Là vì Lâm Hàm Tuyết sao? Nhưng Lâm Hàm Tuyết đã lấy chồng rồi. Atsuki, anh đừng ngốc như vậy nữa. Sao anh cứ ngốc nghếch nắm chặt cô ta không buông chứ? Atsuki, chỉ cần anh cho em yêu anh, chuyện gì em cũng có thể sửa. Em biết, em biết anh không thích em cứ đeo bám anh như con khỉ vậy. Em biết anh không thích em suốt ngày quanh quẩn bên anh. Em đều có thể sửa. Em có thể sửa tất cả được không? Atsuki, đừng bỏ rơi em. Trái tim tôi lúc rời khỏi Trung Quốc đã chết rồi.
Tại sao? Tại sao không cho em cả cơ hội yêu anh chứ? Tại sao? Tại sao vậy, Inoue Atsuki? Đây là đồ của cô. Cảm ơn ông nhé. Lâm tiểu thư, đây là tinh hoa của văn hóa Trung Quốc, mong cô nhất định phải cất giữ cho tốt. Ừ, tôi biết rồi. Trương Tác Lâm chết, cứ tưởng cục diện Đông Bắc có thể kiểm soát. Không ngờ tên nhóc Trương Học Lương nương nhờ Tưởng Trung Chính. Ngài Kawamoto vì vậy đã cách chức. Bộ chỉ huy cực kỳ tức giận. Lần này tôi về nước cũng muốn đánh giá thử cục diện hiện giờ. Từ lúc thủ tướng Hamaguchi nhận chức, nhiều kế hoạch của bộ chỉ huy khó mà thực hiện. Lần này quay về gặp mặt đại thần lục quân Najiro, hy vọng sẽ nghe được tin tốt. Cục diện bây giờ nhạy cảm, Najiro chưa chắc chịu gặp anh. Anh ta sẽ gặp, bởi vì trong tay tôi có thứ mà anh ta thích. Ý anh là, nhưng sau khi lão thấy dám chết, thứ đó chưa từng xuất hiện. Anh có cách gì? Quả nhiên không ngoài dự đoán của tôi. Số mặt quạt đó còn trong tay con nhỏ kia. Cũng may lần này tôi đến ngân hàng làm việc, đúng lúc gặp được số mặt quạt đó. Nếu không đã bỏ lỡ rồi. Vậy anh đã lấy được những thứ đó rồi à? Vẫn chưa. Nhưng cậu yên tâm, sớm muộn nó cũng là đồ trong tay tôi. Thật không ngờ người lần này giúp chúng ta vượt qua khó khăn lại là Inoue Ken. Đúng thế, tôi cũng không ngờ. Trước đây tôi cứ nghĩ con người này rất mưu mô, có sự đề phòng ông ta. Bây giờ nghĩ lại, có thể do tôi quá nhỏ nhen. Nói thì nói vậy, nhưng vẫn nên phải đề phòng người khác. Tôi luôn cảm thấy ánh mắt của người Nhật này thâm sâu. Cô đó, nghĩ nhiều quá. Nhị tiểu thư, nhị tiểu thư, khi nãy có một khách hàng đặt một lô quạt giấy đen đó. Thật sao? Thật đó. Khách hàng nói tuy hàng của Đà Bảo Cát rẻ hơn chỗ chúng ta, nhưng tay nghề của chúng ta tốt hơn họ. Em đã nói mà, chỉ cần chúng ta có tay nghề thì không thể đói được. Chúng ta cuối cùng cũng khổ tận cam lai rồi. Tôi đi thắp nén hương cho cha mẹ tôi. Cha, mẹ, hai người yên tâm. Sau này cho dù gặp khó khăn lớn cỡ nào, con cũng sẽ chèo chống phương quạt này. Lão gia, canh xăm. Tôi bảo anh đi gọi cô gia đến. Anh có đi gọi chưa? Tôi nói rồi, cô gia không đến. À, có lẽ bận việc nên quên mất. Bây giờ nó hoàn toàn không coi tôi ra gì. Nó không đến thì tôi đi tìm nó. Trời ơi, tôi vẫn chưa thành phế nhân. Chào ông chủ. Diệp Chi Thu đâu? Chúng quay ở bên trong bàn chuyện với khách. Ồ, cậu đi làm việc đi. Vâng.
Được, chờ hàng đến cảng tôi sẽ báo với cậu. Chúng ta quyết định vậy đi. Ôi trời, ông chủ Trương. Ôi, từ trưởng quầy. Sao thế? Đang bàn chuyện làm ăn à? Đúng vậy. Diệp trưởng quầy tuổi trẻ tài cao, làm việc đúng là mạnh dạn. Tôi nghĩ việc làm ăn sau này của Đa Bảo Cát nhất định sẽ phát triển. Mong được như lời anh. Từ trưởng quầy, tôi còn việc phải làm, tôi xin phép trước. Tôi tiễn chú, mời bên này. Cậu càng ngày càng không coi tôi ra gì. Nghĩa là sao? Đây là gì? Hợp đồng mua bán. Vụ mua bán lớn như vậy cậu lại không bàn bạc với tôi. Cậu có biết cậu đã đánh cược toàn bộ gia tài của Đa Bảo Cát không? Một chút sơ suất, lỗ hết vốn không nói, đến Đa Bảo Cát cũng bị liên lụy. Tôi biết ông làm việc cẩn thận, nhưng lần này tôi chắc chắn tất thắng. Tất thắng? Tất thắng thế nào? Ông xem. Đây là quạt đàn hương. Chính xác mà nói là quạt trầm hương mà Lâm Hàm Tuyết làm. Thế thì đã sao? Lẽ nào lần này chúng ta lại so với nó, xem quạt của ai rẻ hơn sao? Vì để đánh sập con nhỏ đó, tiệm chúng ta đã lỗ không ít rồi. Động não đi. Cậu tưởng cùng một chiêu nó bắt bẫy hai lần sao? Tôi biết, cùng một chiêu dùng hai lần thì không hiệu quả. Huống hồ Lâm Hàm Tuyết thông minh như vậy, muốn dồn quấy vào đường chết, Đa Bảo Cát phải kiếm đủ tiền trước mới được. Có nguồn vốn rồi mới có thể đấu với cô ấy. Nói cụ thể chút. Ông biết trên thị trường loại quạt nào có tiền cũng không mua được không? Đó chính là quạt trầm hương này. Năm xưa chỉ có các phi tần trong Tử Cấm Thành mới có tư cách dùng loại quạt này. Bây giờ Đại Thanh đã sụp đổ, chỉ có mấy cây lưu lạc ra ngoài, đều được quan lại quyền quý xưng là cực phẩm của quạt. Ông nghĩ xem, nếu Đa Bảo Cát chúng ta cũng bán quạt trầm hương thì sẽ kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Cậu biết làm, Hàm Tuyết cũng biết làm, cô ấy biết. Nhưng cô ấy không có gỗ trầm hương, bởi vì gỗ trầm hương đều trong tay chúng ta. Sao cơ? Cậu nói gỗ trầm hương đều trong tay cậu? Vụ mua bán gỗ trầm hương từ lâu đã được ông chủ Trương bao thầu. Bản hợp đồng này chính là lời hứa trong vòng 3 năm, tất cả gỗ trầm hương của ông chủ Trương đều chỉ cho Đa Bảo Cát sử dụng. Chỉ cần ông cho tôi thời gian, vụ mua bán gỗ trầm hương nhất định có thể kiếm được tiền. Hơn nữa kiếm gấp chục, gấp trăm lần. Nếu tôi không đồng ý thì sao? Tuy tôi là trưởng quầy Đa Bảo Cát, nhưng tôi vẫn tôn trọng ý kiến của ông. Sao cậu đột nhiên trở nên nghe lời vậy? Tôi nghĩ thông rồi. Tôi, ông, còn có Đa Bảo Cát, là con châu chấu cùng nằm trên một sợi dây. Bây giờ tôi chỉ có một con đường, chính là cùng ông đồng tâm hiệp lực xây dựng Đa Bảo Cát. Bởi vì tôi đã không còn sự lựa chọn khác. Cậu biết thì tốt. Vậy bản hợp đồng này thì sao? Cậu thử trước đi. Nhưng nếu có sơ sót gì, tôi sẽ không tha cho cậu. Ông yên tâm, tôi sẽ cẩn thận hành sự.
Cha, cha, cha làm sao vậy? Khi nãy con nghe Kim quản gia nói cha giận à? Sao thế? Ai chọc giận cha vậy? Đừng lo chuyện bao đồng. Anh kia Thu lại chọc giận cha phải không? Con đã nói rồi, Từ gia chúng ta chưa đến mức phải dựa vào mình anh ấy. Cha, ban đầu cha một mực nằng nặc đòi anh ấy về, còn cho anh ấy làm trưởng quầy gì đó. Nhìn đi, bây giờ người ta đủ lông đủ cánh rồi, hoàn toàn không coi cha ra gì. Cha đúng là giống hệt câu nói: thông minh cả đời, hồ đồ nhất thời. Con tưởng ta già hồ đồ thật sao? Con tưởng ta giao gia nghiệp của Từ gia cho nó à? Đối phó Lâm Hàm Tuyết thì cha có rất nhiều chiêu, nhưng chỉ có Diệp Tri Thu là hữu dụng nhất. Tại sao? Bị người mình tin tưởng nhất phản bội là cảm giác gì? Bị người mình yêu nhất đâm một nhát vào tim là cảm giác thế nào? Sống không bằng chết. Đúng. Điều ta muốn chính là cái này. Dùng Diệp Tri Thu đối phó Lâm Hàm Tuyết là một mũi tên trúng hai đích. Ta muốn hai người họ tàn sát lẫn nhau. Cho dù hai người họ ai tiêu đời, người còn lại nhất định không vui gì. Đến lúc đó ta mới thu dọn tàn cục. Con nghĩ có phải ta nắm chắc phần thắng không? Cha, cha cao minh quá. Nhưng mà lần này ta thấy Diệp Tri Thu biết điều hơn trước đây rồi. Lần này quay về khiến ta mở rộng tầm mắt. Nếu nó thực sự trung thành với Từ gia, ta có thể cho nó nhiều cơ hội hơn. Nhưng ngộ nhỡ anh Tri Thu đấu không lại Lâm Hàm Tuyết thì thế nào? Đấu không lại, không thể nào. Chuyện quạt giấy đen khiến Lâm Hàm Tuyết thua thảm hại. Bây giờ chúng ta có bí kíp làm quạt hai đời của cha con Lâm gia, nguồn vốn cũng gấp đôi con nhỏ đó, sao có thể đấu không lại chứ? Ngược lại là con, phấn đấu lên cho ta. Sao nói một hồi lại lôi con vào vậy? Từ gia chúng ta không có người nói giỏi, Đa Bảo Các có phát triển thì có ích gì? Ta gọi Diệp Tri Thu về còn có một ý đồ, chính là muốn con sinh một đứa cháu cho Từ gia. Sản nghiệp của Từ gia lớn như vậy, phải có người nối dõi. Nhưng đứa bé sinh ra cũng đâu phải họ Từ. Hơn nữa, đâu phải cha không biết, từ sau khi cha của anh Tri Thu chết, anh ấy nhìn cũng không thèm nhìn con. Cho dù con muốn sinh con với anh ấy, anh ấy cũng phải chịu chứ. Từ Bảo Đường ta thông minh cả đời, sao lại sinh ra một đứa con ngu dốt như con chứ? Chuyện này còn cần ta chỉ con từng bước sao? Động não đi, dùng thủ đoạn đi. Làm nũng không biết à? Dỗ ngọt không biết à? Chỉ cần con sinh đứa bé ra, ta bắt nó họ Từ. Nó phải họ Từ. Diệp Tri Thu dám phản đối sao? Cô Gia, anh mau đi xem đi. Hốt hoảng như vậy xảy ra chuyện gì? Đại tiểu thư, đại tiểu thư, đừng nôn nóng, nói từ từ. Cô ấy xảy ra chuyện rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Trời ơi, anh đừng hỏi nữa. Anh mau đi xem đi, đến muộn e là không kịp nữa. Buông tôi ra. Cô buông tôi ra. Em không buông. Em không buông. Cô còn mặt mũi không vậy? Em cần chứ. Em làm vợ anh thì sao nào? Cô lừa tôi đến đây chính là để làm chuyện này à? Lừa. Sao cứ nói khó nghe vậy? Hai chúng ta là vợ chồng. Hơn nữa anh cũng không còn nhỏ nữa, cũng phải có đời sau chứ. Đứa con đầu lòng bị mất, em biết anh hận em, em không trách anh. Nhưng chúng ta đâu thể cứ ôm hận mà sống. Chúng ta hãy chung sống vui vẻ, xin thêm một đứa được không? Muốn thêm một đứa,
Tống Chấn Đình không còn nữa. Cô mới nhớ đến tôi à? Anh nói gì cơ? Ai là Tống Chấn Đình? Tôi nói gì cô biết rất rõ. Cô cắm sừng tôi lâu như vậy, cô tưởng tôi không biết gì sao? Cô đừng tưởng tôi là thằng ngốc. Tôi nói cho cô biết, tôi chẳng qua không muốn so đo với cô mà thôi. Cô thích quen ai thì quen, thích sinh con với ai thì sinh. Cô đây làm chuyện đê tiện, tôi không rảnh chơi với cô. Diệp Chi Thu, anh ác lắm. Nếu anh đã biết tất cả, vậy tại sao anh còn quay về? Anh cút cho tôi, cút ra ngoài, cút ra ngoài. Đi ra, cút ra ngoài. Tôi nói cho cô biết, tôi về đây là do Từ Gia xin tôi về. Cô muốn tôi cút, không có cửa. Căn nhà này là của tôi, cái phòng này cũng là của tôi. Tôi bảo anh cút thì anh phải cút. Cút ra ngoài cho tôi, cút. Anh đi đi. Cô buông ra, chỉ dựa vào cô. Hôm nay không phải cô đuổi tôi, mà là tôi đuổi cô. Anh buông ra, anh buông ra. Tôi không đi. Buông ra, cút cho tôi. Diệp Chi Thu, anh là đồ khốn. Mở cửa, mở cửa, mở cửa cho tôi. Mở cửa cho tôi, đồ khốn, mở cửa. Dương đại ca, Di tiểu thư, quạt mà Đóa Văn Hiên muốn dán lại đã làm xong rồi. Bảo người mang qua đó đi. Được, Di tiểu thư, cô nghe gì chưa? Đa Bảo Cát đã bao thầu toàn bộ gỗ trầm hương của thương lái Quảng Đông. Hơn nửa thầu liền 3 năm, đồn ầm ĩ hết lên rồi. Họ muốn làm quạt trầm hương nhỉ? Quạt trầm hương? Sao họ biết chứ? Đỗ Quyên, không sao, chút đả kích này tôi vẫn chịu được. Trong hộp gỗ mà tôi đưa cho Diệp Chi Thu có quá trình chế tạo quạt trầm hương. Không phải chứ? Chi Thu thiếu gia sao lại làm chuyện ăn cây táo đào cây sung chứ? Mỗi người một chí hướng, không thể miễn cưỡng. Vậy chuyện này cứ bỏ qua như vậy sao? Ấy, Nhị tiểu thư, họ có thể làm quạt trầm hương, chúng ta cũng làm được. Quạt trầm hương coi trọng nhất là tay nghề. Tuy họ biết cách làm, nhưng nếu muốn hơn chúng ta về mặt thủ công thì không thể nào. Chúng ta không làm được. Bởi vì sản lượng của gỗ trầm hương rất ít, mấy năm nay lại bị một số thương lái Quảng Đông độc quyền. Đa Bảo Cát sở dĩ muốn mua toàn bộ hàng chính là muốn những người khác không làm được quạt trầm hương, nhất là chúng ta. Như vậy họ vừa không có đối thủ cạnh tranh, vừa có thể bán giá cao. Thế phải làm sao? Thế khác nào để họ chiếm hết lời sao? Lần trước là quạt giấy đen, lần này là quạt trầm hương, quá đáng thật. Nhưng đây chưa chắc là tin xấu. Hả? Lần này chúng ta phải cho họ bài học nhớ đời. Đây là phấn thơm hoa lan, đây là hoa hồng. Ây da, cái này cái gì tôi quên rồi. Tóm lại toàn bộ phấn thơm, dầu thơm trên thị trường tôi đều mua về hết cho cô rồi. Được, cô để đó đi. Nhị tiểu thư, cô mua nhiều thứ này như vậy làm gì? Mấy hôm nữa cô sẽ biết. Lại giấu tôi. Ở đây có ai quản lý không? Có. Nhị tiểu thư, tôi xuống trước nhé. Toàn bộ dầu thơm có mùi thơm đều có rồi. Cách cách, cô mua nhiều dầu thơm như vậy làm gì? Để cô làm quạt thơm đó. Sao mùi thơm nhạt đi rồi? Thật không ngờ những thí nghiệm trước đó thất bại trong cung, bây giờ lại trở thành vũ khí phản công. Cách cách,
Cô còn nhớ quãng thời gian vui vẻ nhất ở trong cung của chúng ta không? Kỷ niệm ngày xưa đã không còn. Không biết cô và Atsuki ở Nhật Bản có khỏe không? Atsuki thiếu gia, phu nhân tìm anh có việc, mời anh lập tức quay về. Tôi còn có việc. Atsuki thiếu gia, phu nhân mời anh lập tức quay về, có chuyện vô cùng quan trọng. Tôi đi thay đồ. Nghe nói cậu mới từ Trung Quốc về. Vâng. Cậu nghĩ sao về Trung Quốc? Bề ngoài Trung Quốc đất rộng nhiều của, lịch sử lâu đời. Nếu so sánh Nhật Bản chúng ta, tuy chỉ to bằng một tỉnh của nó, nhưng từ lúc cải cách Minh Trị, thực lực nước ta đã tăng mạnh đáng kể. Còn Trung Quốc đến giờ vẫn dậm chân tại chỗ. Sau khi chính phủ nhà Thanh sụp đổ, bây giờ nội chiến nổ ra, các thế lực đều đang tìm chỗ dựa. Trung Quốc bây giờ chẳng khác chia năm xẻ bảy. Cách nhìn của cậu về Trung Quốc rất tốt, đúng với ý tôi. Tôi không nhìn nhầm người. Từ trận đấu Quyền Anh lúc nãy, tôi nhìn ra được cậu là một thanh niên có đầu óc. Nếu chúng ta có nhiều nhân tài giống cậu, ngài Thiên Hoàng Nhật Bản trở thành Thiên Hoàng thế giới sẽ không còn xa nữa. Ngài là một nhà tư tưởng quân sự. Chủ trương của Nhật Bản là gốc của toàn bộ thế giới. Cậu biết tôi khâm phục nhất luận điểm nào của ngài ấy không? Chắc là cách nhìn về Mãn Châu nhỉ? Cậu rất thông minh. Mấy chục năm trước, ngài Sato đã đề xuất, nếu như chúng ta mở rộng lãnh thổ, nhất định phải bắt đầu từ Trung Quốc. Còn nơi dễ tấn công nhất chính là Mãn Châu. Cậu nghĩ thế nào? Thế giới này vốn tràn đầy sự cá cược, không có sự thắng thua tuyệt đối. Quan trọng là ai nắm giữ cục diện, nắm giữ thời cơ. Cho nên cậu nghĩ con sâu nhỏ này có thể nuốt trọn một con gà sao? Trên lý thuyết thì có thể, nhưng tôi không ủng hộ giả tâm như vậy. Đây không giống lời con trai Inoue Ken nói. Ngài quen với cha tôi. Tôi chẳng những quen cha mẹ cậu. Lúc cậu còn nhỏ chúng ta cũng đã gặp qua. Tôi mong có thể trở thành người chỉ đường cho cậu, để chúng ta cùng nhau tận trung với Thiên Hoàng Bệ Hạ, tác thành đại nghiệp. Tôi có thể tiến cử cậu vào trường sĩ quan lục quân. Ở đó có rất nhiều thanh niên ưu tú và trung thành như cậu. Các cậu là tương lai của Nhật Bản.
Ngài muốn tôi thăm quân. Có thể dự đoán không lâu sau này Nhật Bản và Trung Quốc sẽ có một trận chiến vĩ đại. Mỗi một người đàn ông nhiệt huyết đều phải tận trung với Thiên Hoàng Bệ Hạ. Bây giờ cậu được tôi tiến cử gia nhập trường sĩ quan lục quân, sau này chắc chắn tương lai sáng lạn. Xin lỗi, tôi không có hứng thú. Cậu đứng lại. Tôi không chấp nhận từ chối. Tôi không muốn trở thành cỗ máy giết người. Tôi thấy cậu có tình cảm với người Trung Quốc thì có. Thế thì đã sao? Tôi sống ở Trung Quốc bao nhiêu năm, quen biết bao nhiêu người bạn, ai trong số họ cũng rất tốt và lương thiện. Tôi không mong hai tay tôi dính máu tươi của đồng bào họ. Ngu xuẩn. Đây là thế giới mạnh được yếu thua. Nước Đại Nhật Bản phải lớn mạnh. Trận chiến này nhất định phải diễn ra. Đừng nên dùng sự thương hại ngu xuẩn của cậu phá hoại tiền đồ rộng lớn. Tôi thà là một người ngu xuẩn, cũng không làm người xâm lược đất nước người khác. Vậy là cậu thà nhìn cha mẹ cậu vì vậy mà bị liên lụy sao? Ngài đang nói gì? Chiến tranh Trung Nhật là xu hướng tất yếu. Đừng tưởng là mẹ cậu Dakubokana là quý tộc có thể nằm ngoài cuộc. Ngược lại, càng là gia tộc như vậy càng phải lấy mình làm gương. Đừng vì sự nông nổi nhất thời của cậu để mẹ cậu và cả gia tộc bị liên lụy. Chỉ trích mà họ gặp phải không phải cậu tưởng tượng được. Cái này là của chị. Được. Nào nào nào. Được. Chị xem, đây là quạt chị đã đặt. Đây của chị, của chị. Đây đây đây. Ông chủ Từ. Ừ, quạt trầm hương lần này nhất định phải giao hàng cho tôi trước. Tôi đã đặt 200 cây. Phu nhân quan lại ở Bắc Kinh và Thiên Tân đang chờ lấy hàng đấy. Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ. Lần này đã bảo cát của ông hơi to rồi. Chúng tôi cũng được thơm lây. Đâu có. Đâu có. Mong được như lời anh. Vậy ông chủ Từ, tôi không làm phiền nữa. Được, đi thông thả. Ông chủ Từ, tạm biệt. Được, đi thông thả, không tiễn. Không cần khách sáo. Hai người xem số quạt này có gì khác nhau? Đây là mùi hoa quế. Đây là mùi trầm hương. Cô xem thêm cái này. Cây này cũng có mùi trầm hương, nhưng mùi hương nồng hơn cây này một chút. Anh xem nào. Cây đó là trầm hương thật sự. Còn cây này, đây là quạt gỗ bình thường mà tôi dùng phấn đàn hương làm ra. Vị tiểu thư, đến thợ quạt lâu năm như tôi cũng khó mà nhìn ra sự khác biệt giữa hai cây. Nhưng giá tiền thì khác xa. Quạt trầm hương thật sẽ đắt hơn quạt bình thường này nhiều. Đúng vậy, quạt trầm hương chất liệu tinh tế, để càng lâu mùi thơm càng thơm. Đây là điều mà quạt gỗ thơm thường không mô phỏng được. Nhị tiểu thư, chúng ta dùng loại quạt gỗ thơm bình thường này cạnh tranh với đa bảo cát có được không? Anh nghĩ xem. Chị xem, đây chính là quạt đàn hương thịnh hành nhất bây giờ. Trước kia ở trong hoàng cung chỉ có các nương nương dùng được. Bây giờ cả bến Thượng Hải chỉ có tiệm quạt lưu ký chúng tôi còn mấy cây, bị giành hết rồi. Nếu không phải thấy chị khách quen, tôi cũng không lấy ra đâu. Chị xem, chị xem. Nhìn chất liệu, tay nghề, in hoa, còn có mùi hương. Chỉ có người có thân phận như chị mới xứng dùng nó. Đúng là đẹp lắm. Giá tiền thế nào? Chị là khách quen, cho chị giá này. Ôi thật không rẻ. Đương nhiên, tiền nào của nấy mà. Đẹp lắm. Ấy ấy, ở đây cũng có quà kìa. Ấy, đúng thật đó. Cho tôi mượn xem được không? Cô mua nổi không? Chỉ là cây quạt thôi mà. Chúng tôi cũng có. Cây này của tôi là mùi hoa hồng. Cây của cậu ấy là mùi hoa nhài. Còn của cô? Ông chủ, quạt đàn hương còn có nhiều mùi thế à? Không đúng, các cô mua đâu vậy? Tiệm quạt Tuyết Nguyệt, rẻ lắm.
tiệm quạt Tuyết Nguyệt. Tiểu thư, cô tự nhiên chọn, thích cây nào nói với tôi. Quạt gỗ thơm này còn bán chạy hơn cả quạt trầm hương. Cô nghĩ tại sao vậy? Theo tôi thấy, quạt trầm hương tốt thì tốt, nhưng giá cả quá đắt. Giá một cây quạt có thể mua được 10 cây quạt gỗ thơm. Cô xem thử quạt gỗ thơm của chúng tôi đi. Tuy chất gỗ là gỗ bình thường, nhưng mẫu mã và tay nghề đều là hàng đầu. Hơn nữa còn có đủ mùi hương cho cô chọn. Cô gái xinh đẹp như cô, mỗi ngày mang một cây gỗ thơm khác nhau, chẳng những khác biệt còn thời thượng nữa. Nói hay lắm. Thời thượng không có nghĩa là xa xỉ, cũng không phải chỉ có người giàu mới mua được. Người dân chúng ta cũng có thể thời thượng, đúng không? Thật không nhìn ra, cô cũng có tầm nhìn đấy. Không phải tôi có tầm nhìn, tôi đều nói theo lời của trưởng quầy nhà tôi. Quạt gỗ thơm này đều là sáng kiến của cô ấy. Ừ, xem ra tôi đến đúng chỗ rồi. Nhị tiểu thư, cô đoán xem ai đến tìm chúng ta? Ai vậy? Cô xem, biên tập viên của tạp chí Linh Lung. Tạp chí Linh Lung, đây là tạp chí tân thời nhất Thượng Hải. Chứ gì nữa, cô ấy thích quạt gỗ thơm của chúng ta lắm, còn nói muốn quảng bá cho chúng ta nữa. Ấy, cô xem như vậy, quạt của chúng ta chẳng phải sẽ bán sạch sao? Đúng thế, đến lúc đó Từ Bảo Đường sẽ không cười được nữa. Tôi thấy có khi ông ta còn khóc cơ. Đây gọi là gậy ông đập lưng ông. Xem chuyện tốt mà cậu làm đi. Trả cái giá đắt như vậy làm quạt trầm hương, bây giờ người ta lại chê quạt chúng ta đắt. Đều chạy đi mua quạt gỗ thơm của Lâm Hàm Tuyết rồi. Trữ nhiều hàng như vậy, cậu định làm thế nào? Làm việc thì tầm nhìn phải đặt xa một chút. Quạt gỗ thơm rẻ hơn quạt trầm hương nhiều, tất nhiên bán chạy. Mọi người đều thích cái mới mẻ, mua mấy cây về đi bắt kịp xu hướng. Lâu dần tự nhiên sẽ nhận ra điểm tốt của gỗ trầm hương. Cho dù về chất liệu hay là thủ công, đều có giá trị sưu tầm. Đây là điều quạt gỗ thơm không so được. Cho nên ông không cần lo lắng. Không lo. Bên này ông chủ trương đang dục thanh toán. Bên kia công nhân phường quạt, người làm ở cửa hàng đều đang chờ phát lương. Cậu đem tiền đổ hết vào mua gỗ, thậm chí còn không thu hồi được vốn. Cậu nói tôi biết, tôi phải vượt qua ải này thế nào. Ông chủ trương đã hứa với tôi có thể thông thả mấy ngày. Còn về việc xoay vòng vốn của cửa hàng, tôi tự sẽ nghĩ cách. Chỉ dựa vào cậu. Cậu có cách gì chứ? Nói thế nào tôi cũng là trưởng quầy của Đa Bảo Cát, sao tôi có thể để nó phá sản chứ? Nhưng bây giờ tôi chưa nghĩ ra cách nào. Nhưng mưu sự tại nhân, ông cứ tin tôi là được. Tôi làm sao tin cậu? Lẽ nào cậu cố ý gây ra đống rắc rối này sao? Tôi quả thực không ngờ Lâm Hàm Tuyết lại dùng quạt gỗ thơm để cướp mối làm ăn của chúng ta. Nhưng cũng may, bây giờ trong tay tôi có bí kíp làm quạt của cô ấy. Tôi nghĩ tôi sẽ nghĩ ra cách. Nếu bây giờ chúng ta đã bỏ ra nhiều vốn như vậy, nếu rút lui vào thời điểm này, chẳng phải mất sạch hết vốn sao? Cũng tốt hơn là tán gia bại sản. Chẳng phải ông từng nói làm ăn giống như cờ bạc sao? Cậu đang lấy gia tài của tôi ra cược. Nhưng chẳng phải tôi cũng đã cược cả tương lai của tôi sao? Cậu có nắm chắc không? Chỉ cần cho tôi đủ thời gian, vậy cậu thử đi. Lão gia, tôi đã mang sổ sách đến. Cô gia đã đưa tiền trong tiệm cho. Đừng nói gì nữa, chuẩn bị xe cho tôi. Ông muốn đi đâu? Xử lý rắc rối. Từ trưởng quầy, những chuyện đã ghi giấy trắng mực đen. Nếu như anh làm như vậy, tôi khó xử lắm. Ông chủ trương, anh và tôi đã quen nhau mấy chục năm rồi.
Nếu không phải trong tiệm đang thiếu tiền, tôi cũng không gây thêm phiền cho anh. Hay là thế này, anh kéo hết gỗ đàn hương còn lại về, tôi cho anh số này. Từ chủng quầy, sao thế được? Giá này không được, tôi đã lỗ nhiều lắm rồi. Chờ tiệm tôi xoay vòng vốn xong, lúc đó tôi cũng phải đến chỗ anh mua thôi. Như vậy hai bên đều kiếm tiền. Được, được. Nếu từ chủng quầy đã nói đến mức này, vậy thì quyết định vậy đi. Nhưng nói đi phải nói lại, anh tự mình lo giấy tờ hợp đồng, tôi không biết đâu nhé. Xong xuôi chúng ta tiền trao cháu múc, nhất ngôn cổ đỉnh. Ngẩn ra đó làm gì? Còn không mau đi làm việc đi. Vâng vâng. Làm gì vậy?